Nhóm ăn nhỏ miền quê xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì chị hôm nay mình có bán thêm xoài nữa nha. Xoài này của chị ở bên Vĩnh Long á, mới trở về cho mình nè. Để mình bán thì xoài này chỉ mới hái, nó còn cuống còn tươi xanh luôn á. Giờ mình nhà chị Hồng chắc lên giùm. Tại vì chị cũng mới đem về tới á, nên là trời giờ cũng gần tối rồi nè. Mình để lên một ít. Cái xoài này chắc nặng lắm chị Hồng, thôi mình cân thử gan trái được nhiêu. Có trái vàng ngon nha. Xài này cái đầu nó vàng chứ nó không có tím gì không. Sao trái này bị dập rồi nè. Hồi nữa mình để riêng ra. Nhà của chị mình trồng bên Vĩnh Long á, xài này với lại xài đấm, rồi xài cát nữa. Nhưng mà mấy loại kia thì nó chưa già, mấy cái này thì nó già trước nên chị bán trước. Dạ em đang chắc lên quay nè. Dạ anh về Vĩnh Long bây giờ. Giờ này về bển. Hồi sáng nha, xe đó mà anh chở này đăng ký hả? Quá trời luôn em. Cái thứ hai quá trời luôn á Vinh. Ở bển còn xài gì nữa anh Vinh? Xài nấm hả? Mai mốt lấy xài nấm anh về dấu chín á. Xài nấm là xài ăn chín đó không? Mua hũ mắm ruốc chờ đợi sẵn rồi vâng. Chấm mắm ruốc cho ngon. Bên anh còn nhiều anh Vinh. Nhóc luôn hả? Bữa nào cho tụi em qua bển khám phá một bữa nha. Hổng gà rú đi mà chưa thầy gì đi mà. Đó, quá trời luôn. Sao phải mua xài núm của anh Vinh nữa? Tại chuyến này nó chưa có vợ không chưa? Thấy chị bé chỉ chụp sai quá trời sai luôn á. Mấy cái này mới ngon nè. Ủa cái này đầu vàng á, còn bên đây em thấy cái đầu màu tím. Tím này là ngọc vân á. Còn xài này là giống khác nữa hả? Đây này là Đài Loan. Còn cái màu tím là ngọc vân á. Cái vàng này là do nó chói nắng, chói nắng là vàng cháy lên vậy. Chứ còn bình thường là nó không có màu gì phải không? Nó màu xanh vậy đó là rồi. Ở bên đây hàng kia em thấy sao mà cái đầu nó tím tím nhiều lắm. Ngọc vân màu tím nguyên màu hồng hồng luôn á. Nó xài ngọc vân. Vậy là cái cây xài nhà chị Hồng là cây xài đầu tím. Đấy là ngọc vân. Còn xài của anh Vinh xài đầu vàng. Đây nè. Ngọc vân ở đây đóng. Chị Hồng với chắc đẹp quá ha. Đây giờ bển mấy tiếng anh Vinh? 50 cây chạy 5 tiếng một hồi. 50 cây ra ha. Cái điêu phà mà điêu phà lại lâu quá. Giờ em đi ngã kia hồi nãy Vinh Long hả? Chiên nè. Chiên 50 cây chứ nhiều. Chị hai đi không? Giờ đi qua bển thăm vườn xài nè. Đi biết nào vậy? Lấy cái trái xài này để mình gọt ra cho cả nhà xem cái bên trong nó màu sắc như thế nào nha. Tại vì cái xài Vĩnh Long này thì năm rồi chị bé nó cho mình ăn thử á, xài này ngon lắm. Xài của mình ở đây cái đầu nó tím tím á, thì mình thấy cái hột nó lép mà cái má nó không có dung lên. Còn cái xài này cái trái nó nặng lắm, mình cầm vậy nặng tay nè. Làm như ở trong nó chắc thịt á. Giờ mình cắt thử. Tại vì thấy nó bị dấu vậy nè, không biết bên trong nó có bị sâu hay không thì mình cắt cho cả nhà cùng xem nha. Tại vì mùa này thì mình nghỉ nắng quá, xài nó không có đủ nước á, nên là chắc cái da nó cũng không có được đẹp. Nhưng mình cắt thử. Đây. Lọt cái trong đây luôn rồi chị ơi. Lọt nó hư đâu từ nha. Nó không hư miếng nào luôn á chị. Nè nó không hư ha. Vàng ôm luôn nè. Giờ để em gọt sạch em rửa cái mình chấm mắm ruốc ăn. Đó. Không hư. Thành dễ xài, còn mình là lấy mắm ruốc nha.
người quá có trẻ gì đó. Chị trẻ không nổi sao, em trẻ nổi chị không? Chắc em ôm à. Ở cái má nằm bên đây chị ơi. Để chị trẻ cái sống trước hả? Mua đó ở đâu có hả? Hả? Mua đó ở đâu có? Mắm ruốc Gò Công này mua tình cái ba. Ủa gì kỳ vậy? Tưởng đâu em về Gò Công em mua. Nói vậy cho chị khỏi gửi chứ gì. Để em kêu, để em có về bản á, em kêu anh Nhân mua mắm ruốc cho chị. Bên anh ba có mắm ruốc không? Tại nó giỡn chị chứ em mua tên tiệm của anh Dương đó nha. Có địa chỉ rõ ràng à. 14.000 hũ mắm ruốc An Viên. Ngon lắm, tại hôm qua em có ăn rồi. Chị Hai ăn thử, hồi nãy mới cắn miếng xài ngon ghê. Nó giòn mà nó ngọt dữ lắm luôn. Trời, xài này cái ruột ngon lắm chị Hồng ơi. Rồi khách ơi, ghé mình mua xài đi nha. Xong mình lên ngã ba mua mắm ruốc nữa, về được cái món xài chấm mắm ruốc nè. Nói không nghe chảy nước miếng rồi đó. Quá trời ngon luôn. Cái này là mắm ruốc xào sẵn luôn chị, nó không có mặn, nó vừa ăn lắm. Nghe chị hả? Ừ. Cả nhà cùng ăn xào Vĩnh Long. Xào Vĩnh Long mới chịu rồi nha. Đặc sản. Cả nhà cùng ăn xài với mình. Ngon ha. Nghe chị nhai cọc cọc rồi. Mà không có chua nha. Ngon dữ lắm chị Hồng ơi. Vậy chắc chị nói vậy thôi, chị mua cho em cả chục ký mà. Không có chua. Không có chua. Nó chứ bán gì cho chị Hồng được, chứ bán xài không được nha chị hai. Nhà chỉ có một cây xài tái quá trời luôn. Nhiều lắm hả chị? Không nhiều. Thì cũng cả cây vú sữa tới lại. Vú sữa mình bỏ phần, vú xà mình bỏ phần. Chắc có chứ. Ăn trước rồi mới có phần. Chứ để hết. Chị là ít rồi. Không chua không chị? Ngon cái gì hay? Giòn ngon thiệt luôn á. Tại vì em thấy xài này ngon nè, em mới đem về bán luôn nè. 15.000 2 kg quá trời rẻ. Vô mùa xoài rồi. Cái xài này phải già chút nữa, mình để cho nó chín ăn nó hơi vàng vàng, ăn nó dai dai ngon lắm chị Hồng. Cái này thì nó còn hơi xanh. Ngon thiệt ha. Nhai rụm rụm à. Không có chua. Nãy chị Hai sợ chua chứ em chịu ăn. Dạ ăn được cái ăn hoài chứ. Ngon. Đó. Đúng là cái xài Vĩnh Long nè. Nhìn nó cũng khác với mình nữa, cái màu xanh nó xanh đậm. Còn xài ở đây á, cái màu nó hơi lợt lạc mà mình ăn nó không có được giòn đậm vậy. Khách nào có đi ngang tiệm của mình thì ghé mua một trái xài về ăn thử. Nãy giờ chị Hồng ra phía sau để cuốn gỡ cuốn á. Cô Năm cuốn cho mình thì mình bán hết rồi, giờ chị Hồng chỉ cuốn thêm nè. Bữa nay chị Hồng chỉ vô trễ hơn mọi ngày, tại vì tháng mưa này chỉ còn đi kiếm củi nữa. Nãy giờ mấy chị em mình ăn xài. Giờ mình cuốn mình chân lên đây để cho khách thấy rồi mua. Nhìn gỡ cuốn quá trời ngon luôn nè. Chiều mà đói bụng quá cái mình mua con cuốn 5.000 chấm với tương nữa thì tuyệt vời luôn. Lúc này mình bán giao hàng nhiều hơn. Bắp xào bơ, bỏ thêm vài con ruốc nữa ăn ngon lắm, nó đậm đà mà nó thơm. Rồi cái béo của bơ nữa. Đứng xa mà em đã thấy thơm rồi chị. Thơm nhờ cái hành đó. Chắc chị cho bơ vô được ạ.
Giờ chị Hồng mình cho bơ vô nè. Bơ vô thì cái hột bắp của mình nó bén. Bắp này rất là ngon, tại vì ngày nào mình cũng đi lấy bắp á. Cái bắp mà còn vỏ còn xanh đó là cái bắp người ta mới chọn. Mình ăn cái hột bắp nó giòn á. Thảo My gan cho cô Hồng đi. Chạy rồi, chạy rồi. Cô Trừng Phỏng như Thảo My. Đừng phá cô Hồng cô Quýnh á. Tính chọi gì đó. Chọi cô. Thôi, chọi cô Hồng cô Quýnh á. Vậy chị Hồng mình cho con rước vô. Mấy bữa nay làm mái nhà này hơi lắm chị Hồng. Trời mưa luôn liên tục từ cái ngày làm mái nhà xong luôn á. Thiệt á. Không có chỗ đứng chỗ ngồi luôn mà. Rồi quá thôi mà chị ơi, mình tắt bếp mình đem đi giao thôi.